Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Trời đất ơi, nhiều lúc chán ghê luôn á. Nhìn cái ngôi nhà của mình xong rồi không muốn quay video luôn á trời. Hay là hôm nay mình lại không quay video nữa nha. Nhưng mà mấy ngày vừa rồi mình không có ra video nào cho các bạn fan xem hết. Lỡ đâu mấy bạn fan quên mình hết rồi sao ta? Thôi mấy bạn ơi, có bạn nào quên mình hay là còn nhớ mình không? Nếu mấy bạn còn nhớ mình hãy nhấn cái nút like để cho mình biết rằng mấy bạn fan vẫn còn nhớ mình đi. Chứ thật sự là mấy ngày nay Phong cũng hơi buồn mọi người ạ. Vào trong làng thấy nhà ai cũng xây mới tinh nè. Ở cái nhà ông Rô là xây bự trùng dùng ở trước nhà mình luôn nè bạn. Trong khi đó nhìn lại nhà của mình thì sao mình thấy chán á mọi người ơi. Tính ra có nhiều bạn fan bảo với mình á là anh Phong ơi anh hãy trang trí nhà đi. Mỗi lần quay video với mọi người em thấy nhà anh Phong trống trơn. Ừ đúng thiệt, trống trơn thiệt, không có gì bên trong nhà hết. Mà bây giờ nó còn cũ mềm luôn rồi bạn ơi. Nó nhìn nó xấu xí gì đâu luôn á trời. Nhìn có khác gì cái chuồng heo không? À đây, bây giờ mình sẽ review từng ngôi nhà trong đây cho bạn xem nha. Nhưng mà mình nghĩ chắc các bạn xem video của mọi người các bạn cũng biết hết rồi á. Nè các bạn coi nè. Đây là nhà của ông Siro nè. Ông xây cái nhà to y hệt như cái biệt thự luôn. Trời ơi, bự ơi là bự, đẹp ơi là đẹp. Mà ông xây bự ơi là bự thế này nè. Nó chắn hết ngôi nhà của mình luôn. Từ ra vô trong làng không có ai thấy ngôi nhà của mình hết, mà toàn thấy nhà Siro thôi. À mà khoan, còn cái nhà đằng sau là nhà của ai vậy ta? Ủa lạ vậy trời. Tính ra là lần đầu tiên tôi mới thấy một cái ngôi nhà ở cái ngôi nhà kỳ lạ thế này ở trong làng mình á. Ủa, có khi nào đây chính là ngôi nhà của bà phù thủy bất hạnh đúng không bạn? Nhưng mà bà này đâu được vô làng mình đâu ta. Tôi nhớ rồi. Hình như ngôi nhà này là ngôi nhà của Ruby mọi người ơi. Đúng rồi. Nếu như bạn không biết thì ở trong Minecraft làng Hero Team một mình mới vừa có một thành viên mới, đó chính là Ruby nha các bạn nha. Thì đây hình như đây là nhà của Ruby nè, xây theo phong cách gọi là phù thủy bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn. Nhà của Sammy cũng xây lại luôn nữa bạn. Đẹp ơi là đẹp luôn á trời. Còn riêng cái nhà của mình thì thôi, nhìn thôi là không muốn nói gì luôn rồi bạn ơi. Xấu ơi là xấu. Thôi được rồi, bây giờ rồi, tạm thời mình cũng lười quá. Mình cũng không muốn xây lại nhà đâu. Tại vì mình lười biếng quá rồi. Còn không muốn quay video mà thấy lười quá. Thôi bây giờ mình đi kiếm gì đó ăn trước đi rồi tính sau. Đi ăn thôi. Mà nói đến cái việc là đi ăn uống thì tất nhiên là còn chỗ nào bán đồ ăn ngon hơn quán của mèo Simmy nữa. Ủa nhưng mà khoan từ. Ủa, quán của mèo Simmy hôm nay nhìn lão ta. Hình như mèo Simmy cũng mới vừa xây lại quán các bạn ơi. Trời ơi nhìn đẹp quá trời quá đất luôn nè. Nhìn cute phô mai que dễ sợ luôn á. Trời cái này giống y hệt như cái nhà của Simmy ở bên gọi là Mini World các bạn. Nhìn cũng gọi là đáng yêu thế này nè. Nhưng cái này là quán bánh chứ không phải là tiệm trà sữa giống như bên Mini World. Thôi được rồi. Bà chủ Simmy đâu rồi? Cho tôi xin cái bánh kem coi. Ủa Simmy ơi. Simmy. Ủa sao không thấy ai ta? Tính ra là bình thường khách vô là phải gọi là đem bánh kem cho khách chứ. Ủa Sim ơi. Ủa đi đâu có tiêu rồi trời. Vòng vòng xem coi. Ủa không có ở trong quán. À vậy chắc ở trong nhà gì. Trời ơi bán bánh mà lười biếng các bạn ơi. Đâu để mình vô nhà mình kiếm thử nha. Gì kỳ đây, đóng cửa lại nè cho nó gọi là an toàn. Lỡ đó ăn trộm vô nhà sao. Ê mà khoan, sao mình thấy mình giống ăn trộm quá ta. Ui đâu, mình vô mình kiếm Simmy chứ mình đâu vô mình lấy gì đâu mà ăn trộm đúng không các bạn. Sim ơi, Sim đâu rồi Sim? Sim có trong tủ lạnh không vậy? Có đồ ăn gì không? À không, không được. Mình không được lấy các bạn. Ok. Sim ơi, Sim đâu rồi? Sim ơi. Ủa, Simmy cũng không ở trên phòng luôn. Ủa vậy Sim đâu trời? Ôi, bán hàng mà để hàng quán ở đây xong rồi bỏ đi đâu như thế này là không được rồi. Lỡ đó ăn trộm vô, ăn trộm hết bánh rồi sao? Đúng không? Thôi được rồi, để mình trước khi ăn trộm lấy hết bánh của bạn thì mình sẽ lấy hết bánh để mình đem về nhà của mình cũng được. Ok, vậy nha. Hello mấy cưng. Cái gì vậy trời, cái gì vậy? Simmy Yandere. Oh my god. Chị ơi, chị Simmy Yandere ơi, hôm nay sao nhìn chị to quá vậy? Trời ơi chị ơi. Em nói chị nghe nè, em vào trong nhà của Simmy để em kiếm Simmy em mua bánh thôi chứ em không có ăn trộm hay gì hết đâu, cho nên chị tha cho em. Chị cầm cái kiếm to vậy chị ơi, tha cho em lần này chị. Em hứa là lần sau em không dám ăn hiếp Simmy hay là làm gì. Ai cười đó? Ai cười? Ủa Kairon. Ủa Kairon. Hello bạn. Chạy nhanh đi Kairon ơi. Trời ơi ông đừng có đứng kế bên Simmy Yandere. Trời ơi nguy hiểm. Chạy
chạy cái gì mà chạy bạn ơi, chạy cái gì mà chạy, trời ơi mới hầu có xíu mà sợ rồi. Gán rồi đúng không cưng, gán rồi đúng không cưng? Ủa ráng là ráng cái gì chị? Ủa mình nói bạn nghe nè, tính ra nha là mình thấy Simi Yandere thì mình sợ thôi mà sao? Ủa sao bạn thân với Simi Yandere, bạn thân cái bên mà không làm gì vậy? Trời đất ơi, đúng là gọi là phong cận á, gọi là vừa yếu đuối mà vừa nhát gan nữa. Trời đất ơi, đây không phải là Simi Yandere thật mà đây chính là Simi quên, đây là Simi Yandere thật mà, nhưng mà đây là Simi Yandere thẻ bài, nó không có tấn công bạn đâu, bạn yên tâm. Ủa cái gì, Simi Yandere thẻ bài? Ủa nghe lạ quá vậy ta, Simi Yandere thẻ bài là sao, ông giải thích tôi hiểu coi. Ơ nhưng mà nó không đánh tôi thiệt nè. Ủa là sao? Đúng rồi, trời đất ơi, đây là Simi Yandere của mình nên là nó phải gọi là nghe lời mình, bạn hiểu không? Cho nên là nó sẽ không thể nào mà đánh bất kỳ ai trừ khi nào mà có lệnh của mình, ghê không? Gì ngầu vậy trời. Ủa mà khoan, thẻ bài có nghĩa là sao? Ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn à. À trời đất ơi, để mình giới thiệu cho bạn nghe. Hôm trước là mình có làm cái video gọi là Kaigon chế tạo thẻ bài á. Đây, để mình giới thiệu cho bạn coi nè. Xin giới thiệu với bạn, thẻ bài Simi Yandere. Chỉ Ủa? Cần bạn cầm cái thẻ bài này lên thôi là bạn có thể triệu hồi được bất cứ cái con nào. Alo. Chịu hồi được Simi Yandere, lộn. Ghê vậy. Ủa, cái này là thẻ bài để chịu hồi Simi Yandere hả? Trời ơi bạn ơi, nhìn ngầu dễ sợ luôn bạn. Kiểu giống như là Pokemon vậy bạn, chịu hồi được nè, trời xịn vậy ta. Ủa mà khoan, ủa vậy là ông vậy có mỗi... Xịn nó quá xịn luôn. Ủa vậy là ông có mỗi một cái lá bài Simi Yandere hả? Còn lá bài nào khác không? Ủa đâu ra bạn, trời ơi, tính ra là mình là chế tạo, là mình chế tạo cho tất cả thành viên Hero Team luôn á. Đây bạn nhìn nè, đây chính là lá bài của Sami SE nè, đó. Ủa, đỉnh chưa? Cái gì? Lá bài Sami SE hả? Nhìn nè, ngầu quá mấy bạn ơi. Và tiếp theo nữa, đây chính là thẻ bài của Phong Cận Phù Thủy. Ghê không? Ủa, tôi cũng có thẻ bài nữa hả? Trời. Đúng rồi, hôm bữa là mình chế tạo cho bạn luôn á. Trời mấy bạn ơi, mình cũng có thẻ bài nữa nè bạn. Ủa vậy là tôi có thể triệu hồi được Phong Cận Phù Thủy hả? Đúng vậy, đúng là như vậy. Ủa trời, VIP mấy bạn ơi. Ơi cay, hay là ông cho tôi mượn mấy cái thẻ này được không? Có gì tôi về tôi gọi là coi thử coi nó như thế nào, rồi mốt tôi trả lại cho ông, rồi tôi cũng cùng với ông đi kiếm mấy thẻ bài luôn. Thôi thiệt mà. Nói chung là giờ mấy cái này mình chế tạo qua cũng mất thời gian lắm, bạn phải có cái gì đó chứ, nó phải có cái gì đó thì mình mới gọi là đưa cho bạn được, bạn hiểu không? Có gì giờ ta. Trời bạn ơi, tính ra tiền thì mình cũng không có, mà người của mình là cũng đâu có gì giá trị đâu. Cái gì mà trao đổi với Kairon vậy ta? Mình có cách rồi. Ê Kai ơi, Kai, con dâu biết bay kìa. Con dâu biết bay kìa. Ủa đâu dâu biết bay đâu? Ủa đâu? Đâu dâu biết bay đâu? Ủa đâu? Nó đâu? Ê, ơi, tạm biệt. Đưa nào. Tạm biệt nha. Thôi không thể ơi, đã gì đồ rồi. Không có chuyện đâu bạn ơi. Trời ơi, đã đưa cho mình rồi giờ còn đòi lại sao bạn ơi? Thôi tạm biệt nha. Trời ơi, dễ dụ quá. Trời ơi, Kai. Ôi chạy bạn ơi. A few moments later. Kairon đâu rồi ta? Trời ơi, mới vừa dụ có xíu mà đã tin mình rồi. Có con làm gì trên đời, làm gì có con voi biết bay vậy mà cũng tin. Vậy là mình lấy được mấy cái thẻ bài các bạn ơi. Ê, nhưng mà mấy bạn đừng nghĩ Phong là người xấu nha, không có chuyện đó đâu. Phong chỉ gọi là nói vậy để Phong mượn cái thẻ bài thôi. Một tí nữa Phong sẽ đem cho Phong trả cho Kairon. Tại vì á là Phong mới vừa nghĩ ra rất là nhiều ý hay nữa bạn ơi. Nhìn nè nha, ở đây Phong có một cái thẻ bài là Sami SE đúng không bạn? Đó, thẻ bài Sami SE nè. Thì cái thẻ bài chúng ta sẽ làm gì các bạn biết không? Thì nếu như bạn nào mà xem video của Sami thì chắc các bạn cũng biết Sami SE là một Sami gọi là có cơ bắp cuồn cuộn, rất là khỏe. Chính vì vậy cho nên mình mới vừa nghĩ ra ý tưởng, tại sao mình lại không nhờ Sami SE xây nhà là giúp mình, đúng không? Trời ơi, mình là con người bình thường thì mình sẽ gọi là không xây nhà nhanh được, nhưng mà Sami SE thì lại xây nhà rất là nhanh. Đó, tại vì Sami SE có rất nhiều phép thuật và cơ bắp cuồn cuộn tha hồ mà xây nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ thử triệu hồi Sami SE thử nha. Hui, Sami SE xuất hiện cho ta. Wow, trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, Sami SE siêu to khổng lồ bạn ơi, nhìn nè. Trời ơi, nhìn cơ bắp cuồn cuộn luôn á trời. Ôi, mà tôi nói thiệt nha, tôi nhìn Sami kiểu này sao tôi thấy sợ bạn ơi. Cũng may là Sami bình thường của tôi là một người rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu á. Chứ Sami mà bự con thế này nè, mà suốt ngày bà đánh mình thì chắc là mình cũng nhập viện luôn á bạn ơi. Sami SE ơi, Sami SE ơi. Có chuyện gì vậy? Mà triệu hồi tôi lên đây hả? Ô trời ơi, Sami SE cũng biết nói chuyện luôn nè các bạn ơi. Chào Sami SE. Thật ra là tôi muốn triệu hồi cô ra đây á, là để muốn nhờ cô xây lại giúp tôi cái ngôi nhà của tôi á. Tại cái nhà của tôi cũ á, cô có thể nào xây nó lại giúp tôi được không? Cái gì? Ngươi triệu hồi ta ra đây chỉ để xây nhà cho ngươi thôi à? Ngươi có tin là tao biến ngươi thành Phong Cận SE không hả?
Đâu có gì đâu. Trời ơi, thật ra là tôi triệu hồi cô ra đây á là để xây nhà cho tôi rồi, thì tôi biết cái nhiệm vụ này nó tào lao thiệt á, nhưng mà tại vì lúc này tôi đang cần một ngôi nhà cho nên tôi mới triệu hồi cô ra đây. Còn chừng nào mà tôi gặp quái vật thấy gì tôi triệu hồi cô ra để đánh nhau với quái vật sau. Còn lần này tôi cần xây nhà cho nên là cô giúp tôi nha. Thôi cũng được, nói chung là lần này thôi đó nha. Ok, lần sau ok không có chuyện ở đâu. Ok ok, trời ơi cảm ơn Sammy nhiều lắm. Được rồi, vậy bây giờ cô xây giúp tôi cái ngôi nhà của tôi thành một ngôi nhà thật là đặc biệt và đẹp nha cô. Nha nha nha. Ok, chuyện nhỏ. Yeah, rồi ok bạn ơi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi Sammy ấy nè sẽ xây cái ngôi nhà của mình như thế nào nha. Và mình sẽ quay trở lại sau 1, 2, 3. Yeah. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng ngôi nhà đẹp số 1 trong làng Hero Team của mình chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược nhé. 3, 2, 1. Tên 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 tên. Trời ơi, đẹp quá trời quá đất luôn bạn ơi, nhìn nè. Wow, trời ơi, ngôi nhà của mình là một ngôi nhà hình cá heo các bạn ơi, nhìn siêu đẹp luôn. Ôi nhưng mà khoan, sao cá heo lại có răng nanh vậy ta? Ôi, nhưng mà thôi kệ, cái này chắc là răng nó ăn kẹo nhiều quá trên bị sút răng đó bạn ơi, chứ không phải răng nanh đâu. Trời ơi, như bạn nhìn nè, ngôi nhà hình cá heo mà ở dưới đây còn có nước rồi nuôi thêm cá đó bạn. Trời ơi, đẹp quá trời quá đất luôn bạn ơi. Trời ơi, trời đẹp quá đẹp quá. Sammy SE ơi, cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn cô đã giúp tôi xây ngôi nhà này nha. Nhiệm vụ của ta đã xong rồi, ta đi đây. Ok ok, cảm ơn Sammy SE nhiều nha. Trời ơi, nhờ cô mà tôi mới có được cái nhà đẹp như thế này nè. Cảm ơn nhiều nha. Ồ, trời ơi, biến mất tiêu luôn rồi bạn ơi. Ngầu quá, ngầu quá. Mình không ngờ là mấy cái thẻ bài này lại có ích đến như vậy luôn bạn ơi. Trời ơi, thẻ bài phù thủy phong cận nè. Rồi thẻ bài Sammy SE. Trời ơi, quá là hợp lý. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà của mình, ngôi nhà mới của mình, để mình review cho bạn xem ngôi nhà mới của mình có những gì nha bạn nha. Nhà của Sammy SE xây cho mình mà cho nên là nó phải đặc biệt đúng không bạn. Rồi ok, vô xem thử nè. Đầu tiên á, từ mình phải khoe bên ngoài trước cái đã. Đây, đầu tiên là chúng ta có thể thấy ngôi nhà của mình là hình một gọi là con cá heo có đôi mắt lồi các bạn ơi. Đó, với đôi má hồng nữa, thấy không? Một con cá heo nè. Đó, thì con cá heo này của mình á, bạn có thể thấy rằng là nó có mấy cái răng nanh nè. Thì các bạn nghĩ cái này là răng nanh đúng không? Không phải đâu nha, cái này là do con cá heo mình nó ăn kẹo nhiều quá cho nên nó bị sút răng đó. Cho nên là bây giờ răng nó mới vậy các bạn. Mấy bạn đừng có bắt chước gọi là cá heo phong cận ăn kẹo nhiều quá xong bị sút răng nha các bạn nha, xấu lắm á. Đó, ở bên ngoài của nó là một con cá heo đang vẫy đuôi. Đấy, còn sân nhà của mình đó bạn ơi, không phải là một cái sân bình thường mà nó chính là một cái hồ nước và có nuôi cá ở bên dưới nha bạn nha. Bạn coi nè, mấy con cá bơi tung tăng đẹp ơi là đẹp luôn à. Quá trời ngầu. Đó, mùa hè mình nóng quá mình nhảy xuống đây mình bơi luôn. Trời đảo á bạn ơi, nhà đẹp quá, đẹp quá. Rồi ok, và cái nhà của mình để vào bên trong được thì mình có một cái đường làm bằng cái này ra cái lá bèo các bạn, để mình đi qua bên kia. Đấy, trước nhà mình thì mình còn bỏ thêm hai cái bong bóng cho đẹp, với lại mình nuôi thêm mấy con cua nữa bạn, đó cho cái nó nhìn nó sinh động bạn ơi, nhìn cho đẹp. Mình trồng thêm một cái dãy hoa tím ở trước nhà nữa, bởi vì Phong là một chàng trai rất yêu hòa bình và yêu hoa mọi người ạ. Ok, rồi bây giờ sẽ vô nhà mình để xem thử nha bạn nha. Ủa sao có con cua ở đây ta, thôi kệ để nó ở đây đi. Đây là ngôi nhà của mình. Thì mấy bạn muốn vô được nhà của mình thì bạn cần phải chui vô trong miệng của con cá heo. Chui vô trong, sau đó mở cửa ra. Đẹp chưa, đẹp chưa. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là nhà của mình nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu trước ở đây nha. Đây, chỗ này chính là phòng khách. Thì cái phòng khách của mình thì nó có một cái tivi rất là to, có thêm cả máy chơi game nè, cục Rubik nè. Đó, ở đây có thêm gọi là quạt trần, đúng rồi, mấy cái quạt trần nó xoay thế này nè, rất là mát luôn nha các bạn nha, cực kỳ đã. Đấy, rồi, ở đây thì mình có thêm một cái hồ cá nữa nè. Còn bên này các bạn biết là gì không? Đó, mấy bạn đoán thử coi bên này là gì. Thôi bạn khỏi đoán, mình cho bạn coi luôn. Bên này chính là toilet nha các bạn nha. Đó, một cái toilet nè. Chúng ta có thể ngồi ở đây để đi toilet. Đó. Ủa khoan, cái tiếng gì vậy? Trời ơi, cái tiếng gì vậy? Oh my god, cái tiếng gì vậy trời? Không được, không được. Ok, đó cái này mình cái bồn cầu để mình đi toilet nữa bạn. Đó. Còn bên này là cái bồn tắm nè. À, chúng ta có thể vô đây để ngồi tắm nha. Ôi trời ơi, thật là soảng khoái quá đi các bạn ơi. Đấy, ok. Còn bên này chính là chỗ để chúng ta có thể tắm bằng vòi sen. Đó, bật nước đây nè, đó tắm. Ồ, trời ơi.
cảm giác thật là mát mẻ làm sao. À, ok, tắt nước nè. Đấy, rất là đã luôn bạn ơi. Còn bên này chính là bồn rửa mặt. À, ở chỗ này chúng ta có thể đánh răng và rửa mặt nè. Đấy, rồi. Và đây chính là cái toilet của nhà mình. Và bây giờ tiếp theo sẽ đến với căn phòng này. Đây chính là phòng ngủ của mình mọi người ơi. Đẹp chưa? Phòng ngủ của mình thì rất là nhỏ gọn nha. Phong thì Phong là một cái người rất là thích sống trong những căn phòng nhỏ nhỏ thôi, chứ mấy cái phòng to quá thì Phong không thích các bạn ơi. Có bạn nào giống Phong không? Là thích sống ở trong mấy cái phòng nhỏ nhỏ, nhiều khi ngủ thoải mái hơn mọi người ạ. À. Đó, đỡ sợ ma hơn. Ok. Ở chỗ này có cái giường ngủ màu xanh của mình nè. Ở đây mình còn treo thêm cái hình của mình nữa bạn. Đấy. Bên này thì mình có thêm cái cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài rất là đẹp. Ok, ở chỗ này thì là chỗ mình treo quần áo được kiểu nè. Đấy, rồi gắn thêm đèn dây led cái kiểu nữa. Phong là một người rất là thích đèn led luôn bạn ơi, cho nên chỗ nào trong nhà Phong cũng có gắn mấy cái đèn hết trơn á. Ok, rồi, đi ra ngoài nè. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu với bạn đó chính là phòng bếp. Phòng bếp của mình thì có gì? Đúng rồi, phòng bếp tất nhiên phải có cái bếp rồi. Đấy, chỗ này là chỗ để mình nướng đồ ăn nữa bạn. Đấy, mình đang nướng bánh nè bạn thấy không? Bên này thì có trái cây nè, cà rốt nè, với lại là mấy cái chảo để chúng ta có thể chiên trứng. Ở chỗ này thì mình có một cái tủ lạnh nhưng mà trống không mà không có gì hết trơn. Để tí nữa mình qua nhà Simmy mình lấy đồ ăn đem vô. Ok. Bên này thì cái bàn để mình ngồi ăn cơm nữa bạn. À, hay. Rất là thoải mái và ấm cúng luôn nha. Cực kỳ đã. À, ok. Rồi. Tiếp theo nữa thì mấy bạn có thể thấy là cái nhà của mình hết trơn rồi đúng không? À, toilet cũng đã giới thiệu xong rồi nè. Rồi phòng ngủ cũng giới thiệu xong rồi nè. Mấy bạn nghĩ là cái nhà của mình có nhiêu đây thôi hả? Không có chuyện đó đâu bạn ơi. Mình là Phong Cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ hới với điện ảnh Minecraft mà. Làm sao mà mình có thể xây cái nhà đơn giản vậy được. Đây, xin giới thiệu bạn. Bạn thấy gì ở đây không? À, đây chính là hai cái khối bí mật ở trong nhà mình các bạn ơi. Người nào vô nhà mình mà không biết á thì chắc chắn sẽ tưởng cái nhà này của mình là một cái nhà rất bình thường. Nhưng không, đây, mình sẽ giới thiệu cho bạn trước. Đầu tiên là cái khối này nha. Cái khối màu xanh này là cái gì các bạn biết không? Ở trên đây nó có một cái nút, chúng ta chỉ cần bấm vào trong đó. Thì chúng ta sẽ được leo lên trên đầu của gọi là con cá heo. Chúng ta có thể nhìn xung quanh, ngắm cảnh các bạn thấy không? Đó, buổi tối lên trên đây cầm ly cà phê uống ực, sau đó nhìn xung quanh ngắm cảnh, ngắm bầu trời sao. Trời, quá là hợp lý luôn bạn thấy không? À, cực kỳ xịn luôn nha. Và cái chỗ này là bí mật là không phải ai cũng biết đâu nha các bạn. Có bạn nào xem video của mình mới biết thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa, mấy bạn muốn xuống dưới đúng không? Chỗ này mình có để cái nút nè. Mấy bạn chưa? Bấm cái nút này cái, mấy bạn sẽ được dịch chuyển xuống bên dưới. Rất là xịn nha. Y hệt như thang máy luôn các bạn ơi. Rồi, và khoan đã. Bạn thấy có một cái khối gì ở đây không? Đây, cái khối này nó có hình của mình nè, bạn thấy không? Ồ, mà cái khối có hình của mình thì tất nhiên không phải là một cái khối đơn giản rồi. Mấy bạn hãy xem nha, mình sẽ bấm vào trong nó nè. Tít. Tít tít tít. Mấy bạn biết chỗ này là chỗ nào không? Chỗ này chính là chỗ mà mình hay dùng để quay video cho bạn fan xem nè. Từ nay mình sẽ quay video trên này các bạn ơi. Đó. Và đây chính là cái dàn máy tính của mình nha. Dàn máy tính của mình thì có 3 màn hình nè, rất là xịn luôn. Có thêm cái ghế màu xanh của mình nữa nè. Ở bên này thì mình có treo một tấm hình của mình đó bạn. Đó, đẹp trai không? Đẹp trai y hệt mình luôn bạn ơi. Mình là trai anime các bạn thấy không? Đẹp trai dễ sợ. Đằng sau lưng có con cá heo nữa bạn. Đấy, ở trên đây thì mình cũng có lắp thêm máy quạt nữa. Bên này thì có thêm một cái một cái đèn hình con mèo đó, lắc lư lư thấy không? Đó. Bên này thì mình nuôi một cái hồ cá nữa. Cực kỳ xịn luôn. Và đặc biệt hơn nữa là ở chỗ này nè, mình còn có thêm một cái kính để mình có thể nhìn ra bên ngoài nữa bạn ơi. Ai đến thăm mình là mình đứng ngoài đây mình nhìn thấy hết. À, xịn chưa, xịn chưa. Đấy, thì cái chỗ này của mình là dường như là bí mật luôn bạn. Chỉ có người nào mà xem video của mình thì mới biết thôi. À, câu đó hồi nãy mình nói rồi, giờ mình nói lại thêm lần nữa. Rồi đó. Rồi, và bây giờ, ví dụ giờ mình làm việc ở đây mà mình kiểu chán quá, mình muốn ra ngoài chơi thì mình làm gì? Mình đi bằng cách nào? Chẳng lẽ giờ mình đập cửa sổ mình chui ra đúng không? Không phải đâu. Bên này có thêm cái nút nè. Bấm vào cái nút này cái, chúng ta sẽ được đưa xuống dưới tầng dưới. À. Xịn chưa? Xịn chưa? Đó, VIP chưa? VIP chưa? Trời ơi. Đấy bạn thấy không? Tất cả là nhờ vào thẻ bài Sammy SE đã giúp cho mình xây cái ngôi nhà này. Cực kỳ xịn luôn, cảm ơn Sammy SE. Nhưng mà cái người mà gọi là sáng chế ra ngôi nhà này, ý tưởng của ngôi nhà này là do mình tự nghĩ ra. Bạn thấy ghê không, xịn chưa? Còn cá heo, siêu to khổng lồ. Ơ nhưng mà tại sao Sammy lại không xây cái nhà hình cá mập giống như mình cho đẹp ha? Tự nhiên Sam xây kiểu này nhìn nó đơn giản mà nó xấu quá, nó không đẹp gì hết trơn á. Thôi, nếu như bạn nào mà muốn tập sau, mình cũng sẽ xây cho Sam một cái ngôi nhà hình con cá mập giống như nhà của mình. Thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết thì mình sẽ xây cho bạn xem nha. Đấy, ok. Còn mấy bạn có thấy thích cái ngôi nhà mới này của mình hay không thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết và hãy nhấn nút like cái video này luôn nha mọi người. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video
này. Đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy vào bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video Minecraft lần sau. Tạm biệt. À mà khoan, có bạn nào muốn mình làm thêm nhiều những cái thẻ bài này nữa không, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì bye 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 bye, bye. Yêu anh em nhất trên đời. Bye bye.